Hello everyone, chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học về phần những cách đọc của chữ bờ. Rồi, vậy chữ bờ chúng ta sẽ đọc là gì? Chữ bờ được phát âm là bờ luôn. Brother, bake. Rồi, trường hợp thứ hai là bờ bị câm, không được đọc. Khi đứng sau chữ m hoặc trước chữ tờ. Sau m hoặc trước tờ nhé. Ví dụ, come này, chữ bờ này không đọc này. Tum, chữ bờ không đọc luôn. Debt, nợ nần này, cái chữ bờ này không đọc luôn, tức là trước chữ tờ đấy. Và dropped, chữ tờ, chữ bờ này không đọc này. Đó là chữ bờ thì rất là dễ rồi, rất là ít. Chữ A thì mới kinh khủng, chữ cờ cũng kinh khủng này. Cách đọc chữ cờ nhá, chữ cờ sẽ đọc là sờ. Khi đứng trước chữ E, chữ I dài, đọc là, ví dụ như này ha. Chữ E mà đứng trước chữ cờ ấy, sẽ đọc A gì? Chữ cờ đứng trước chữ E sẽ đọc là sờ. Chữ cờ đứng trước chữ E đọc là sờ. Với là sell nè, city nè, cycle nè. Thấy không? Đấy, chữ cờ đọc là k. Khi đứng sau chữ sờ hoặc khi đứng trước chữ A, chữ O, chữ U, chữ L, chữ R. Ví dụ như là scale. Vậy là chữ cờ này chữ cờ này đi sau chữ sờ thì đọc là scale này, scale. Rồi cone đứng trước chữ A, cone đứng trước chữ O, cost đứng trước chữ U, curtain đứng trước chữ L, claim đứng trước chữ R, crop. Chữ cờ đọc là sr, trường hợp này đặc biệt này, khi đứng trước ia, ie, io, ea. Rồi sufficient nè, đứng trước chữ ie nè, sufficient, sờ này sờ nặng kéo dài cái mỏ ra, sufficient. Rồi musician. Rồi tiếp theo sufficient nè, chữ cờ đứng trước io nè, thấy không? Rồi ocean, chữ cờ đứng trước ea này, ocean. Rồi câu số cái cách thứ tư đó là chữ cờ đọc là chờ như này, thấy không? Cello không đọc cello mà cello. Cái này liên quan các bài đọc bài tập kiểm tra về cái phần phát âm ấy. Học cái này các bạn sẽ làm bài được tốt hơn này. Cello, concerto, không phải concerto mà là concerto. Rồi chữ cờ câm trong một số trường hợp đi sau chữ sờ. Scene, chữ cờ câm rồi. Scion, chữ cờ câm luôn. Scissors, chữ cờ câm luôn. Chữ chờ sẽ đọc là cờ. Chữ chờ đọc là cờ hoặc là sờ hoặc là chờ. Ví dụ là school, machine, không đọc machine nhá, machine. Chip. Đấy, đó là chữ chờ. Chưa? Rồi, cách đọc chữ E chúng ta sẽ học trong video tiếp theo. Hôm nay chúng ta học nhớ chữ bờ và chữ cờ. Nhớ để làm bài và để đọc cho tốt và để làm bài những cái bài phát âm cho tốt nha.